Đây. Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi. Xin chào cả nhà. Còn mấy ngày nữa là Tết thôi, đếm chưa được hết bàn tay là đến gần Tết rồi. Hôm nay là 28 rồi đó cả nhà. Bố ơi, hôm nay Nhi với anh Thiếp lên rẫy để mà nghỉ dưỡng trước Tết. Hai vợ chồng định là đi Đà Lạt để mà đi cho nó thư giãn thoải mái, nhưng mà quyết định sau một hồi bàn bạc quyết định là sẽ lên rẫy. Lên rẫy mình cũng giống như Đà Lạt. Ủa, có chén cơm của em đâu anh? Đây này, bỏ trong rổ nè. Bố ơi, hôm nay Nhi có dẫn thêm em Bu theo nữa. Sáng anh Thiếp nói là nó năng nỉ dữ quá nên là anh Thiếp không kềm lòng cho nó đi theo luôn. Nó lên nó đứng nó nhìn nó kêu á. Nó nhìn nó cứ sao mà đâu đem okay. Theo bánh mứt đội lên cho anh mới nữa ăn ngon nó đi luôn. Cả nhà. Có Nhi có đem bánh tét bánh tét rồi bánh rồi các loại mứt me rồi Tết có ăn Tết không con? Hả? Tết con có ăn Tết không? Bồ. Tội nó xích đây cả ngày không biết có nước uống hay không nữa đây nè. Bu này. Trời ơi, bà chạy giống như con nạ rượt bả. Bây giờ mình lên, mình đi xuất phát từ lúc mà 10 giờ rưỡi, bây giờ cũng là gần 12 giờ rưỡi rồi hay sao á. 12 giờ rưỡi phải không? Hàng rào bảy sắc cầu vòng luôn thấy không? Hàng rào bảy sắc cầu vòng. Bà con giặt đồ để ăn, để đón Tết. Rồi con giặt đồ để bán Tết. Hàng rào phơi đồ đầy luôn. Năm nay Thiếp định phát quà cho bà con đồng bào vét chuối trên núi, nhưng mà năm nay chuối không có để bán luôn cả nhà. Sao vậy anh? Mất mùa hả? Chết hết rồi. Ủa vậy Tết người ta bán được là đùng chuối, bán chuối là đùng mùa Tết này mới được giá này. Nó hôm bữa mưa nhiều quá nó chết á. Nó vàng lá đâu có trái đâu bán. Rồi. Mất mùa. Nhìn lên như chuối nữa. Nhìn chuối rất là chuối rất là yếu luôn. Không biết con Bu nó có qua suối được không đây? Được chứ. Lúc nó đi thì nó đòi hăng hái lắm, chừng đi tới gần tới rồi nó mệt á. Nó ế ỏi, nó nằm lên rồi nó nằm xuống. Thôi sao hôm nay nước cạn này. Tính ra có miếng rẻ trên đây rất là hợp lý luôn anh. Nó cách xa nhà mình tới 100, gần 100 cây số. Hợp lý. Chứ gì nữa. Lâu lâu mình muốn rời xa công việc, rời xa cuộc sống hiện tại thì mình chạy lên đây. Còn nếu như mà miếng rẫy sát bên nhà của mình á, mình qua đó mình ở xong cái có chuyện gì ai cũng qua gõ cửa đâu còn thời gian để mà tận hưởng đâu. Với rồi, lại bye bye. Là phải đi qua một con suối như thế này nè. Đi qua đi. Không có tấp nập ồn ào. Nè. Cuộc sống cho để anh đẩy nó xuống nha. Đừng anh, để nó tự xử anh nè, à, đừng sợ. Có đứng lạnh. Nó sợ nhưng mà anh đi là nó đi theo, đúng. Nó sợ. Anh đi trước đi rồi nó đi theo à. Nó sợ. Còn nó không theo là sao? Nó đi theo chứ sao không theo được. Không đi theo nó ở đây làm sao. Qua luôn con. Nó tìm đường nó quen, thấy chưa, anh thấy chưa. Nó phóng từ đây qua bên đó luôn. Giỏi vậy. Ừ. Ừ, giỏi chưa. Hồi trước á, Bu nó cũng có vài tập video đi sinh tồn với anh mà. À. Trời ơi, ướt nhẹp bả rồi kìa. Khỏi lên rẫy về nhà tắm nữa. Thầy dẫn hai lính ra cả. Ừ. Anh Bảy dẫn. Ồ, anh Bảy dẫn ra kìa. Ồ, gặp bạn. Hello, how are you? Người quen. Gặp người quen. Ồ. Ồ, gặp bạn. Hai đứa kia nó lớn bằng Bu luôn rồi. Lâu quá không gặp. Ồ, gặp bạn mà lâu quá gặp bạn, tự nhiên nó cắn lộn à. Ê, giao lưu nhẹ nhẹ thôi nha. Lên tới đảnh nhỏ của người ta mà còn không giữ cái kìa. Đi. Gặp bạn mà lại cắn lộn. Yo.
Ủa tính ra ba đứa đó là ba con cháu cái luôn anh. Chiều ăn hay là trưa ăn anh Vấn? Muốn ăn giờ nào ăn? Ăn cái gì vậy anh? Dạ trưa nay chưa ăn cơm mà, sáng với trưa ăn sáng luôn. Chưa anh, chắc chưa ăn sáng luôn á. Chưa. Vô bắt lên trời mới đem ra ở đông rồi. Để từ 9 giờ tới giờ. Trời, bà bu bà ướt lông rồi, nhìn bà teo béo quá. Cái bơ có bông à? Ừ, bắp gì á. Cái bơ có bông. Bơ có bông mà ra lá nó trùi lũi hết rồi trời. Nó rụng lá chứ. Ừ đúng rồi, nó có bông này nó rụng lá anh. Ừ. Hồi năm ngoái cũng vậy mà. Rụng lá rồi. Bắp này. Lên lần nữa là có trái luôn đó. Lên lần nữa là bắp có trái nha anh. Được đây. Ủa cây gì màu tím tím này? Sim. Ra bông rồi hả? Bông đẹp lắm, hổng nó ra đùm đùm luôn kìa. Wow. Bông màu tím này. Ồ mở đây bự bự trái lớn hả? Để cho nó bự chút ở đây rồi nó tiện nổi. Nó bây giờ trái nó nhiều lắm. Ở đây là nó chích rồi. Thì nó chích rồi nhưng mà nó nhiều lắm, cho nó rụng bớt đi. Nhiều nhiều chứ cỡ đây là chích rồi. Bao lại. Cỡ đây chích rồi, cỡ đây không bao là nó ăn hết rồi. Còn nó đứa ở đâu mà ấy. Cỡ đây là quất rồi nè. Ôi con bu nó nhảy lên đều được luôn nè. Lên mà, lên mấy lần rồi mà. Lên nhà không bu? Thằng trước nó cũng lên mà. Bu ơi, đi lên nhà nè. Đây. Đi. Đây. Đây. Ừ, giỏi chưa, giỏi chưa. Nếu mà kia có lên được không? Không, đâu cho lên đâu. Ôi rảy. Từ nhỏ tới giờ lấy thịt ra để nó ướt mấy cái đồ kia anh. Có bánh tét nữa anh Mến à. Cho anh Mến ăn tết trên đây luôn. Lấy cái hộp thịt ra bỏ ngang đông nha. Thịt sườn. Ôi giời này ơi. Đó. Món gì vậy? Mứt táo cú đấm sắt này. Mứt dừa. Chiều ăn hay trưa ăn trời? Cắt bánh tét ra ăn nè. Chiều ăn hay trưa ăn ta? Giờ đói bụng không? Đói bụng mày ăn đỡ gì? Em cũng đói bụng vậy. Nhưng mà bánh tét ăn với cái gì? Bánh tét ăn với nước mắm. Chứ em không đem củ cụi chịu. Có nước ngọt này, dưa hấu này. Cắt dưa hấu ra ăn không? Đây là cơm của em. Hồi sáng chưa ăn hết cơm, cầm thêm cái chén đi luôn. Trời ơi, thảm thiệt cơ chứ. Lấy cái chén ủ gà anh mới đã đông hả anh Mến? Giới thiệu với cả nhà, đây là ớt đông lạnh nha. Ớt đông lạnh để chuẩn bị xuất khẩu. Quên mối luôn. Ờ, qua năm 2023 mình sẽ xuất khẩu ớt này nha cả nhà. Ớt này ớt giống ở Bình Dương nha. Giống Bình Dương hả? Giống ở Bình Dương đem về. Cái này. Thấy chưa? Cỡ này xuất khẩu được không? Đó. Ớt này ăn mì nè, ăn phở nè, ăn bánh canh nè, ăn cái gì nó cũng ngon hết á. Thê nó ngon. Không, ở ngoài còn trái nữa. Ăn thử trái nào. Đúng không? Ngọt. Ngọt nuốt luôn. Làm hai trái nữa. Cái cứng đơ luôn đó. Rồi. Thôi được rồi, bao nhiêu trái vậy? Nhiều nhiều vô chứ. Ăn cho nó cay banh xác banh đồ. Anh đang cây dưới anh. Có người đâm là để luôn cái cuốn này luôn rồi đâm luôn à. Mấy anh em thấy có mấy người đâm không để luôn cái cuốn bỏ vô đâm luôn trời. Thủ ơi, cắt đi. Thường mà. Để xả mình quên. Ủa không bậm muối ớt gì hết hả? Xả để trong này, trong vỏ này anh nữa nè. Nó đâu có vàng đâu thấy không? Khô, nó hơi héo. Có nước đá đâu vô đâu vàng đâu, thấy không? Nó không có vàng nữa. Ừ. Mà để ngoài ngồi là cái ớt nó mềm liền, không bỏ vô là mềm hư luôn. Ừ. Vậy là bỏ ngang đông vô là cái ớt để hoài luôn hả? Ừ. Không giờ hư để một năm luôn á. Nó cứ cứng nhắc hoài vậy đó. Để biết đem ra là nó mình ăn mình để ngoài cái nó mình hư. Để biết chừng nào hư nó nữa. Thèm quá. Trời. Dạ mưa ớt mà chị nó miếng hả anh? Dạ mưa ớt mà chị nó miếng. Nguyên vàng nó sắp có trái rồi. Vàng gì? Vàng ớt đó. Ít quá, ít quá. Vậy em mua ít nữa hả? Có kiểm xanh đó nha.
Rồi khỏi gạch cuốn luôn hả? Bây giờ em đâm khỏi lập cuốn luôn nè anh Mến nè. Bắt trước mấy anh em kia đâm khỏi lập cuốn luôn. Anh em nào mà đâm gì ác nhơn vậy? Lập cuốn rồi ra cho nó sạch sẽ chứ. Có cuốn rồi xanh vô nó đẹp nữa em. Ừ. Nó có cái màu đẹp lắm. Em mơ đảo hay mơm. Cái món với ớt của thép mới làm này cả nhà. Món nặng đâu. Sao đỏ ở dưới vậy? Ngập mồm. Cái này mà chấm gà nữa thì hôi rồi luôn. Không biết hồi nãy giờ anh Mến có bỏ ớt vô nồi cháo cho ta chưa luôn hả? Ủa bỏ ớt vô nồi chưa, bỏ gạo vô mà anh. Đâu có sao em, anh bỏ chút ớt chút bột ngọt vô. Bỏ rồi. Bỏ ớt vô đây chưa? Ớt hả? Ớt với hành anh. Ớt thì chưa, bỏ xả này kia rồi. Ớt với hành, tiêu nữa, lát bỏ cháo bỏ tiêu nữa. Thì nào bỏ rồi bỏ đi. Chín rồi ạ. Gà thơm. Làm cho nó một miếng mứt ớt bỏ lên này. Thơm gà nha. Ăn chế dữ không? Ăn chế tác dữ vậy? Đây là nè, nó mùi thơm nó thấm vô, nó mặn mặn, thơm thơm. Chế nó bạc. Nó xong luôn. Để ăn chanh thêm. Wow. Đó không? Vàng lắm nha. Wow. Nó có đều anh. Ừ? Nó có không đều. Sao, không sao, sao. Ồ. Nhớ này không có đầu. Gà này là không có đầu nha cả nhà. Tại vì có đầu YouTube nó không có chịu. Thoải mái. Để em làm dĩa bánh tét cho nó có không khí. Bữa nay giờ ăn. Không khí ngày Tết ha. Tôi gọi là 30 hả? Tối nay vẫn có bông, ngày mai mùng 1. Ủa, ăn gì? Chứ làm sao, đẹp. Thôi kéo không? Mình cắt ra anh. Rửa sạch sẽ mình cắt ra ăn cho nó dễ. Nhìn đã không cả nhà? Cắt ra tay, còn có tay là xé rồi. Cắt ra. Em cắt cái này chút coi. Để em, cái bánh tét này là bánh tét Nhi mua chỗ, đặt mua chỗ Bác Hai. Đặt mua nhưng mà Bác Hai không có lấy tiền, Bác Hai cho luôn. Sao kỳ vậy ta, bỏ vô đó mà nó hương hương thì sao? Để lâu quá nó hương mà. Cái nào? Cái đó. Cái canh bỏ ngoài. Đây mới nấu hôm qua. Mọi người mới lấy hôm qua. Wow. Còn lòng đào anh, bỏ vô lại. Phải không? Lòng đào phải. Phải không anh, nó rụt luôn á. Anh mới nhắc trên lò hả? Đúng rồi. Nhắc dưới lò mới được, đừng nhắc trên lò. Nhắc trên lò là nó còn no còn ấy. Ừ. Còn lòng đào bỏ vô lại anh à. Nhắc phải nhắc dưới lò. Ui coi bánh tét nè, xanh lè luôn. Nhìn rất là đã luôn nha. Con gà nó rụt luôn. Gà nó rụt rồi. Bác Hai có quý quyết có bánh tét màu xanh. Bỏ lại một tí nữa anh mới tắt máy bỏ lại một tí. Anh mới không thích ăn bánh tét nhiều hả? Em thì thích ăn bánh tét dữ lắm. Anh Thép thích ăn bánh tét không? Cũng hơi. Anh ít ăn lắm mà anh ăn cái lần nửa cây đó đó. Gì hả? Em ăn lần cây á anh. Ủa em kỹ thuật em mấy bánh tét gì lạ vậy? Bánh tét đậu xanh với lại thịt. Chứ sao? Em không có kỹ thuật gì hết vậy. Chứ kỹ thuật anh sao? Đây nè. Đây là kỹ thuật của em mà. Ôi giời. Chứ anh kỹ thuật sao anh làm, biểu diễn cho em coi thử. Trời ơi, cái đó là của mấy mẹ làm đó, phải kịp lại. Thì em. Được không? Thì hồi trước thôi, nếu mà mình không quay video thì mình cũng làm. Mình cũng làm như vậy, nhưng mà mình quay video mình phải làm cho nó gọn gàng chứ ai ngậm cho miệng anh. Kỹ thuật á. Thiệt chứ, kỹ thuật gì lạ lùng ấy. Ý, nó rót vô chén cơm của em, một lát nữa dính miếng thịt em thèm.
Ủa, cái kéo đó anh? Đúng rồi. Bánh tét màu vỏ màu xanh nhìn đẹp ha. Anh tưởng đâu là bánh tét nhân chuối không hết chứ. Bỏ lá dưới vô. Ôi, nhớ nhân chuối em mới nhớ. Đúng rồi, lần đầu tiên mình mà Nhi vô Sài Gòn nhan bánh tét nhân chuối á. Cái Nhi về Nhi kể dưới ở nhà Nhi, ba má Nhi rồi mấy cô về kêu là ở trong Sài Gòn người ta bán bánh tét nhân chuối, nguyên trái chuối luôn mà không ai tin hết. Cái ủa làm gì có bánh tét nhân chuối, bánh tét nhân đậu rồi nhân thịt đồ, đậu đen đồ trộn thì thấy chứ là làm gì có nhân chuối. Nhắc lắm mới nhớ. Mà lâu rồi mình cũng chưa ăn bánh tét nhân chuối thèm lắm cả nhà. Ủa ớt đâu hết rồi? Ớt em bỏ vô cái hũ rồi. Chẳng đâu đâu. Làm là phải 5 miếng. Mình nên ăn cắt cái miếng kia mỏng quá. Ít thôi em à. Người ăn chừng 2 miếng à. Thì người 2 miếng là 2 người 4 miếng. Đây, là 5 miếng là đủ rồi nè. Cho nó có không khí mùng 1 tốt rồi. Cho hoành tráng. Cái đây cột lại nha. Ở dưới nhà anh không có cái gì đâu cắt. Ngang cột đá luôn đó. À, ở dưới bên tay em thấy là lấy da cắt từng miếng luôn. Còn đây là cắt lá gì người ta còn dễ cầm. Chứ mình cứ đuổi ra người ta cầm đâu được. Chính tay. Nồi cơm, nồi cháo cấp tốc nấu từ hạt cơm. Nhanh gọn. Xong rồi để lên bếp riêu nha. Hay tắt luôn. Để riêu cũng được nha. Cái nồi cháo cấp tốc. Lấy cái nồi cháo gì xuống mà mùng ngập mồm luôn em ơi. Đói bụng quá mà. Đây, mâm cơm của ngày cuối năm. Những ngày cuối năm nè. Buồn nó nằm nó chờ nè. Nãy giờ đi khám phá chứ gì dọn hai đứa kia mệt rồi giờ lên nằm. Vì thấy nó ớn ngày cuối năm sao vậy? Mâm cơm cuối nó ớn kìa. Nghe cực cuối á. Tất niên trên rẫy. Mời cả nhà. Cô có diễm ớt gì đâu mà nó đỏ rực luôn à. Cái đó là từ ớt ăn nha, chứ không phải là sa tế nha. Ớt nhìn giống sa tế hả? Ớt á, không phải sa tế đâu. Món. Thiếu gì? Ngon. Ớt có thơm. Mình nói. Nồi cháo hành. Chúc mừng năm mới anh Bảy. Chúc mừng chúc anh Sáu với chị 13 năm mới vui vẻ. Chúc luôn tất cả bà con năm mới vui vẻ. Mời cả nhà nha. Uống nó còn phê hơn uống bia uống rượu luôn á cả nhà. Ai uống bia uống rượu thấy phê phê chứ mình đưa mình uống mình thấy nó làm sao ta. Nó đắng đắng. Đắng mà. Mời cả nhà. Còn hết đường nữa ra mất. Em cho lính anh miếng em. Trời ơi, nhìn tỏ. Con ơi. Đi nó xây sẵn mặt mày luôn. Bỏ nó trước ra sao? Bỏ nó trước. Mến xin mời tất cả bà con nha. Dạ da em á. Được á. Cà chỉ có làm món luộc à. Rồi ăn em cũng dễ ăn nhất à cả nhà. Chứ chiên món này là ho xả rồi. Chiên này ăn mau ớn. Gà là mình phải xé ăn nó mới ngon. Là một miếng bánh tét. Ở ngoài gió quá chừng luôn, gió mà nghe hù hù luôn. Không biết sao năm nay gió dữ ta. Gần tới Tết mà gió ào ào. Không biết là giờ bữa Tết không. Gà bữa gì?
Nghe nói là dự báo thời tiết là mùng 1 Tết trời mưa. Phải không? Ừ. Hay là mình ở đây qua Tết luôn nè. Mùng 2 về. Một Tết trời mưa. 30 cúng nữa mà. Cúng 30 nữa hả? Ủa nhà mình cũng 30 nữa anh. Chứ hôm bữa là làm hết một lần rồi mà, làm một lèo rồi mà. Làm cục chung rồi. À, cô 30 thắp nhang là lại kia à? Thắp nhang với lại cúng trái cây thôi à, chứ không có cúng cơm nữa. Ở dưới quê luôn nha. Nếu 30 mùng 1 á thì 30 cúng mùng 1 đi ông bà. Cúng đưa rồi cúng rước nữa, cúng rước rồi cúng đưa gì đó. Rồi xong rồi tới mùng 3 cúng cái nữa. Đúng rồi, nhà em ở ngoài quê cũng vậy, cúng từ mùng 1 đến mùng 3 luôn, ngày nào cũng cúng. Mình nấu cháo mà mình muốn không mất thời gian á, mình lấy gạo, lấy cơm á mình nấu. Nó cay mà ớt cháo vô là nó không còn biết cái cảm giác luôn á. Lấy cơm nấu nó nhanh lắm cả nhà. Cay lắm em á. Cay. Bỏ vô cái chín luôn à. Đâu có nhiều trái đâu. Cay. Hình như còn chừng 30-40 trái chứ mấy. Cỡ 30 trái chứ mấy mà cay vậy. Wow. Cay nhưng mà nó ngon nha. Thơm à. Mời tất cả bà con. Cây mà thơm. Nhìn gì dữ vậy à? Buồn nó nhìn, nó chờ. Chất lắm mà buồn. Ăn bánh tét không cho ăn miếng này. Wow, đói quá. 1 giờ mấy 2 giờ. Nãy giờ cầm điện thoại quay mà thiệt sự là kiềm chế. Nhìn cái miệng anh thép ăn ngon quá chừng luôn à. Lê cơm hồi sáng như đã nấu sẵn đem theo. Lát nữa ngâm năm gạo chứ. Năm gạo ngày mai nấu. Giờ hết rồi, nãy giờ như ăn ăn ra một cái kiểu thịt dưỡng á. Ừ. Nếu mà ăn mặn nãy giờ là cái điện thoại quá. Một là cái điện thoại, hai là mến như thép nãy giờ là có không chuyện rồi đó. Cái gì vậy bà? Nhiều khi mình thấy ăn gì xong mình cũng muốn thôi. Hay là mình quốc miếng đi. Không phải kìm lại như vậy. Kìm lại chứ. Mình đã ăn rồi mình phải. Đã tới gần tới tới nơi rồi mà mình thụt lui lại đâu được. Mà cả nhà ăn cơm nha. Em chỉ còn mong là cắn được miếng bánh tét rồi. Con cái này nó hơi ít nước, nó đặc đúng không? Hay là anh đổ nhiều cơm quá, nó đặc. Đổ nhiều. Anh muốn luộc gà mà nó vàng không? Cái gì? Bỏ nghệ hả? Bỏ nghệ. Anh mua theo một củ nghệ về. Trước khi luộc á, lấy nghệ á, đâm nát ra anh tha vô. Ừ. Là vàng đẹp lắm. Chốt đi. Ăn xong mấy câu ăn. Wow, cay quá. Ớt thiểm xanh mà đâu phải ớt bún đâu. Cay xé gió luôn á. Giờ này chắc nhà ai cũng lo dọn dẹp rồi cúng kính. Ai cũng bận rộn đi chợ. Từ bữa 22 nha. Giờ này nào như cũng đi chợ luôn. Mình lục đục để chuẩn bị cúng tất niên á. Cứ mỗi lần đi chợ mua một ít sách về. Xong rồi thiếu chạy ra chợ mua tiếp. Không với anh bắt đầu bữa 29 là đi chợ là đi một ngày đó là xong đó. Ừ. Là qua hết cái Tết luôn đó. Ừ. Còn nếu mà ai thật ngán cái qua cầu thứ năm là không có cái hầm. Ừ. Ở cái rau cá không, cái đó là cái ruộng mà cái mương sâu quá. Tháng này là đang rút nước để xả lúa nè, là nước cá nó rút về cái mương đó. Mùng 3, mùng 4 cái ông kêu qua cái cầu cháo đặt máy bơm đặt cá.
năm nào cũng vậy chứ. Hay quá. Hôm nay anh mới ở lại để em tới ha. Hôm nay anh muốn đi ở lại đi chơi với bạn gái cả nha. Phải có nguồn động lực nào đó anh mới ở lại chứ. Hồi anh nói ở lại chơi với anh em cho vui rồi. Đó chỉ là lý do bị biện thôi cả nhà ơi. Cái đó là lý do. Không chế không? Hai anh em à, có hai người đó. Một con 2 ký mấy á. Em thích là đạo gà mà anh lo quá. Mày tất cả bà con nha. Thế nào anh cái gì anh thích mày là em không thích à? Anh thích là thích ăn gà, gà rẫy thịt nó phải dai. Còn như là ăn hồi trước đó là ăn gà công nghiệp. Ăn gà KFC rồi anh quen rồi. Mình gà dai, gà dai là em không nhai được. Mình nói thiệt với ai, không phải mình ấy gì mà gà công nghiệp hiếp ăn không được không? Nó mềm. Vậy là mà em lại thích ăn gà công nghiệp. Nó mềm dễ nhai. Chắc cũng có thời ăn gà công nghiệp à. Ở đây làm công nhân. Mình dưới quê mình sợ nhất là cá cha rồi. Mình lên làm công nhân cũng gặp à. Không ăn cũng phải ăn thôi. Ủa chứ ở đó mình làm công nhân là ăn cá tra hả? Ừ. Chứ cái gì? Thiệt luôn hả? À. Đù. Cá tra là cá ba sa hả? Hay là khác? Là người ta kêu cá dù là nó hả? Ừ. Nó đù. Cá ba sa là mắc tiền hơn. Bây giờ mới hiểu hả? Bây giờ mới hiểu. Vậy là mấy bạn đang làm công ty mà thấy gặp cá sa là chắc là xem video này chắc mấy bạn bỏ ăn luôn. Không, cá nuôi thức ăn điên á. Nó mới rẻ mới bán lại mua cho công nhân chứ. À. Còn ăn thức ăn của mình thì nó bán mắc hơn đúng không? Ừ. Là cái đó đâu có bán. Có bán luôn. À, hiểu. Để tiếp khách hả? Không, tùy theo người nhìn thấy gốm không ăn, còn nhiều người á thích ăn. Nó sẽ chắc, thịt nó chắc hơn. Làm cô chú anh chị thì thấy nó ghê gốm lớn thiệt. Nhưng mà dưới quê á, mà anh không có nói là tất cả bà con miền Tây nha. Chỉ riêng những anh chị nào đã có ăn rồi mới biết. Em thích mà gà nó phải rụt ra, nó mềm ra. Nhai ít lại. Cái gì vậy? Bố nó nói chuyện nhai vậy? Với hai con kia. Được rồi, nằm xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống lát cho ăn. Ủa, mà hết cơm. Ăn cháo mà. Ngồi xuống. Ngồi xuống đàng hoàng. Không có nịnh. Chút đi cho ăn nè. Nãy giờ mấy anh em đã ăn cơm xong rồi. Cả nhà bây giờ nghỉ trưa một chút. Cả nhà coi cây đậu bắp này. Cái đây là tụi mình ăn xong rồi rớt hột xuống. Nó tự lên thành cây đậu bắp luôn nè. Lúc ký lu lu cho mình liếm tay. Đấy, nó lên nè. Cũng được mấy trái đó. Còn bên đây là cây thù lù. Cây thù lù nó lúc đầu thì tự nhiên nó mọc lên giống, xong bây giờ nó mọc nhiều lắm. Này cái nhà trái thù lù nè. Đây cái thù lù con nữa nè. Hai cây thù lù hình như còn gọi là cây bụ đốt hay sao? Hay là cây lồng đèn? Ơi cái này bị nhánh mình bị gãy rồi. Cái này cũng là một cây đu đủ. Đem hột lên ăn xong rồi rớt xuống nó lên cây đu đủ luôn. Kia cũng vậy. Cây... gì ta quên rồi, đậu bắp. Quả trái nó bị quắn.
Cái này cây thụ lù. Giờ trong rẫy của mình nhiều cây thụ lù con lắm. Mà trái nó chưa có chín. Trái nó còn nhỏ. Nhi rất là thích ăn trái cây thụ lù chín luôn. Đây cây ớt. Đây nè, mấy cây đu đủ nè, ăn hột đu đủ rớt xuống xong nó lên lên cây đu đủ luôn. Đây là cây ớt nè. Một cây ớt nữa. Còn đây là mấy cây thụ lù con nè. Cây đây cũng là một cây thụ lù nè. Nhỏ, còn nhỏ xíu mà có trái rồi nè. Trái này nó chưa có vàng. Nó vàng ăn nó sẽ ngọt ngọt, ăn ngon lắm. Đây là mấy cây ớt của anh Mến trồng lá to. Nó bị bệnh hay sao ta? Vắng lá. Ý, ra bông rồi nè, sắp có trái rồi đó. Một hàng ớt luôn. Ở trong kia một vườn lưới ớt nữa. Anh Mến sợ trên này thiếu ớt nên là trồng nhiều ớt lắm. Tại mỗi lần anh thép mà lên lâm với ớt là một nắm mấy chục trái không à. Đây cây thụ lù. Cây thụ lù cũng là một bài thuốc á, ăn nó cũng ra nên thuốc lắm. Kia là cây đu đủ đực. Lúc trước tụi mình mua, cái này là tụi mình mua nhưng mà người ta mình mua là đu đủ đực nhưng mà trái này, cây này không phải đu đủ đực. Lá này là đu đủ bình thường. Ui chết rồi, kiến rồi. Nhầm chúng ổ kiến. Ở trên rẫy rất là thoải mái luôn, không khí mát mẻ bình yên, không phải lo cái gì hết, không phải sợ cái gì hết, cứ thoải mái sống theo bản năng của người mình thôi. Anh mới làm một cái bàn nướng, chắc là đây là bàn nướng tại vì Nhi thấy là chừa một cái lỗ trống này, rồi ở dưới xong rồi có đá xung quanh, chắc đây là bàn nướng để dành cho những bữa tiệc nướng. Cái nhà thấy đẹp không? Ôi gió mát quá à. Mát mà có một không khí lành lạnh nữa. Nghe tiếng chim hót nữa. Trời ơi. Tuyệt vời quá à. Ui gió. Bữa trước ở bên này là có vườn bắp. Nhưng mà như người ta thu hết rồi. Chắc là Nhi cũng xin phép tạm dừng video ở đây luôn. Nhi với anh Thép sẽ dự định ở đây 2 ngày lận. Nhi sẽ quay thật là nhiều video để chia sẻ cho cả nhà xem. Các cô chú anh chị sẽ giờ là cũng gần Tết đó, nên là Nhi biết là nhà ai cũng sẽ rất là bận rộn trong công việc là công tác chuẩn bị trước Tết. Ví dụ như là dọn dẹp nhà cửa này, về quê rồi cúng kính, hỏi thăm bà con làng xóm. Ai cũng sẽ rất là có như bận rộn, nhưng mà đến mùng 1, mùng 2 mình thư thả thời gian rồi á thì mình bật lên video xem Nhi xem những video của Nhi nha. Nhớ cô chú anh chị nhớ theo dõi tất cả những video Nhi quay ở trên rẫy. Thật sự là không khí ở trên rẫy nè, Nhi muốn rằng là mình ngồi đây mình tận hưởng được không khí này và mình mang được một nguồn năng lượng nào đó tươi mới, mát mẻ, không khí trong lành thiên nhiên gửi đến tất cả cô chú anh chị đang xem kênh, để mọi người lúc nào cũng trong trạng thái thật là thư giãn thoải mái trước khi mà xem video của Nhi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình xem hết video này nha. Nhớ để lại cho Nhi một cái like, một cái đăng ký kênh nữa. Và video tiếp theo chắc chắn là vẫn là một video trên rẫy. Thì cô chú anh chị chờ đón xem là nội dung gì tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.